Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Quân vẫn đang có mặt tại Bản Cốc thuộc thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa mọi người. Hôm nay thì trong video ngày hôm nay mình vẫn tiếp tục chia sẻ những ngôi nhà sàn và những cái cuộc sống nghèo và những cái bản sắc dân tộc ở vùng nơi đây mọi người. Hiện tại mình đang đứng ở đây là ở Bản Cốc rồi. Mọi người mình biết này, thì bây giờ đây, ở xung quanh này rất là nhiều rừng cây cối luôn. Đây mọi người, thì mình thấy ở bên kia có một cái ngôi nhà sàn. Đấy, ngôi nhà sàn đang ở bên dưới đó. Thì bây giờ mình tìm đường để vào mọi người. Đường này, mình không vào được mọi người, bị rào ở phía đằng kia rồi. Mình sẽ đi ra đường này mọi người nhá. Ui à, cái đặc điểm ở vùng miền núi ấy, thì ở đây người ta có rất là nhiều các cái cây chia luồng. Ở đây không phải là chia mà là luồng mọi người. Ôi đây có một cái măng này rất là to luôn mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ xuống một cái nhà sàn ở đây. Mình thấy ở trong kia đang có khói mọi người kìa. Vào mọi người nhá. Bây giờ trời rất là âm u và rất là tối luôn. Không biết là cái máy của mình này vào là liệu có quay được hay không này. Rất là tối luôn mọi người nhá. Đây mọi người, đây là nhà sàn đây. Rất là đơn sơ, mộc mạc và rất là giản dị, rất gần gũi với thiên nhiên. Không biết có ai nhà không đây, mình vào nào. Wow, chào chào ông bà nhá. Vâng, mọi người ơi, rất là may mắn hôm nay là đang vào một cái nhà của một bản ở dân. Thì mai có ông bà ở nhà đây. Có ông bà, có hai ông bà ở nhà thôi à? Vâng. Ở trong này có điện không 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 ông nhờ? Điện cháu có thể nhờ điện sáng một chút được không? Dạ. Ông bật sáng. Ở đấy đang quay phim mà phải nhờ bà bật sáng lên một chút này. Rồi, cháu cảm ơn bà. Thế ông bà đang làm gì đây? Bà đang làm gì đây? Đang đổ cơm. À, đổ cơm à? Cơm này là cái cơm nhìn trông cái bộ nguồn thế bà nhỉ? Cơm nếp. Đây mọi người, đây rất tình cờ gặp ông bà ở nhà. Đấy. Cơm này cháu ăn được không nhỉ? Có ăn được không bà? Ăn được. À, cháu nếm thử tí nhá. Ngon. Ngon. Tại sao này cháu chơi xem ông làm gì nào? Nhưng mà bà làm cái này là mình lơ ra ăn hay là mình làm như cái gì đây bà? Làm ăn. Ăn nhưng mà bây giờ mình sẽ chế biến một cái gì đây? Mình chế biến gì cả. Chỉ là nấu xong ra ăn đúng không? Vâng. Chắc tưởng là ngâm rượu hay là... Không, cái miếng này thôi. Cho vào đây hả? Vâng. Nhưng bây giờ cái này là mình ăn được rồi gì nữa bà? Ăn được rồi. Nên là còn phải cho vào đây nữa? Không. Cho vào cái này thôi để ăn. Ngon nha. Vâng. Ngon đấy. Này là cho vào cái này là cái niêu đúng không? Vâng. Ngon nha. Dạ vâng, thế tí nữa cho cháu thưởng thức những cái món đặc sản ở vùng quê mình nhá. Thì tí nữa cháu sẽ xin ông bà một bát cơm mới được. Để cháu sang đây cháu xem ông làm gì nào. Làm mướp. Làm mướp. Ông bà ở một cái ngôi nhà rất là bé xinh mà rất là tình cảm. Giờ mới đang nấu canh đúng không ông? Bây giờ em đang nấu canh ấy. Dạ. Các con các cháu là đi làm hết rồi ông? Đi ông làm hết. Dạ. Quá cháu ơi, cũng đi làm cũng có. Vâng, thì mình cứ chịu khó rồi xuống cua hết. Nhưng mà mình thấy vui là được đúng không bà? Dạ. Ông bà có thể giới thiệu về ông bà tên gì không bà? Ông bà có chờ cho lắp cái nhiều ra ông bà Hà rồi bà nói đi để cháu lắp cái bà là Hà Thị bà tên gì nào? Tên là Hà Thị Hóp. Hà Thị Hóp ạ? À? Vâng. Dạ còn ông ạ? À? Ông là Hà Văn Nhón. Hà Văn Nhón. Vâng. Năm nay ông bà bao nhiêu tuổi rồi? 80 tuổi. Wow, màu da nó còn đẹp. Wow, tuyệt vời mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Ông bà năm nay 80 tuổi rồi.
nhưng mà rất là yêu đời nhé. Thế là lần đầu tiên mình là người rất là xa lạ khi vào trong ngôi nhà sàn của ông bà, nhưng mà thấy ông bà rất là tình cảm này, mến khách, mặc dù mình là chưa phải là một người rất là xa lạ, đấy là một người quay phim thôi. Thế nhưng mà vào ông bà rất là tình cảm, giống như bao nhiêu người xung quanh ở bên cạnh đấy, rất là tình cảm. Thế ông bà ăn một nấy là liệu có đủ không? Nếu là mày cho ăn hết thì sao này? Đấy mọi người, đấy có hai ông bà ở nhà, đây là cái gian bếp để nấu này. Đấy, cái trên này là cái gì đó ông nhỉ? Cái này này. Cái này á? Dạ. Ung nứa, rác. Rác nứa đúng không? Các cái ung nứa này, còn dạ. Này là cái rác để đựng các cái ung nứa. Ung dạ, 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 dạ. Lung tung. Dạ. Ông bà là đang. hôm nay ông bà không phải đi làm các thứ gì không bà? Không đi thỉnh thoảng đi. Không đi là đi có người mua rau lốt để đi hái rau lốt để mà các cái rau lốt để nấu ăn đấy hả? Bán để kiếm cái ăn thôi. Dạ. Mọi người thì xem cái màn hình nó hơi tối một chút mọi người nhá, bởi vì quay bằng cái máy này hơi tối một chút. Đấy mọi người này. Đấy ông bà là làm hai giỗ cơm. Hai giỗ cơm nhầm. Hai bát cơm. Đấy mọi người. Đấy ông bà là rất là tình cảm. Đấy mọi người, thực sự là có một cái tình cờ đi qua đây thấy bản thì thấy nhà bà ở dưới đây. Thế thì vào quay đầu tiên là quay cho các bạn xem về các cái ngôi nhà sàn, cái tập tính của người vùng miền núi như thế nào. Thế thì chúng tôi đây gặp tình cờ hai ông bà rất là vui, rất là trẻ trung, mặc dù 80 tuổi mọi người nhá, mà như thanh niên. Rất tuyệt vời. Đấy mọi người. Đấy ông bà là ông bà cứ tự nhiên đi. Vâng. Ông bà ăn cơm. Dạ. Để cháu lấy cái này cho một chút. Rồi. Mẹ là đang pha món gì đấy à ông? Món này là món gì đấy? Muối mì chính. Muối mì chính luôn. Chúng ta thấy là khi mà đi quay các cái vùng văn hóa ở vùng miền miền núi á, thấy ông bà này là tuyệt vời. Mình ở đây là chủ yếu là dân tộc người Mường đúng không ông? Người Mường. Dạ. Trước đây là Mọi. Ngoại, dân tộc ngoại á. Dân tộc ngoại. À. Nhưng mà mới ghép vào Mường là từ năm 73 thôi. Dạ. Không là... Nhưng mà mình nói tiếng thì là chủ yếu là tiếng Mường chứ đúng không? Chủ yếu là tiếng Mường. Nhưng mà chính là người Mường không biết tiếng chúng tôi đâu, Mường Hòa Bình á. Dạ. Mà... Mường mặt trước không biết. Rất là tiếng thì cũng rất là nhiều loại tiếng đúng không bác? Vâng, rất nhiều loại tiếng. Tiếng Mường Bá Thước này, rồi tiếng Mường Hòa Bình này. Vâng. Để tiếng Mường ở vùng Quan Hóa. Vâng. Vậy là không, các vùng miền nó không chung lẫn nhau các tiếng, mặc dù nó cũng gọi là tiếng Mường nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn. Dạ. Có cái thì cũng giống, nhưng mà có cái nhiều cái khác. Nhận là phong tục, cháu cứ nghĩ rằng là khi là tiếng Mường là chung cho toàn cả nước chứ. Không. Mường có hai ba thứ Mường cơ. Như Mường gọi là Mường gì Mường Bi, Mường ấy. Đây là người Mọi. Người Mọi. Chính nhà á. Người Mọi. Vâng. Dạ. Lý lịch tôi ở ngoài Hà Nội, ngày tôi đi bộ đội ấy là cũng là dân tộc Mọi đó. Dạ. Nhưng mà về năm họ mới ghép vào năm 73. 73 là Mường, vì nó ít người quá dân tộc Mọi này á. Giờ cháu mới nghe là dân tộc Mọi. Vâng. Dân tộc Mường thì có rất là nhiều thứ tiếng khác nhau. Vâng. Chứ không phải là cái dân tộc Mường là nói tiếng là chung nhau. Vâng. Nhưng mà dân ở đây là đều là cái tiếng là chung nhau. Chung nhau. Ở đây là dân không... ở đây là một thứ tiếng cả đây. Mình không có lẫn dân tộc nào vào đây đúng không? Không. Dạ. Cũng có một số người Thái, người Kinh về lấy vợ ở đây mà cũng lấy chồng ở đây. À. Người Thái về lấy vợ. Ngày xưa là bác cũng đi tham gia kháng chiến à? Vâng. Dạ.
Vâng. Thôi ông bà cứ ăn cơm đi. Chưa chín. Chưa chín à? Hôm nay là chắc chắn là cháu phải chờ cho ăn trực nhà bà một hôm, ông bà một hôm này. Bằng hết cơm ông bà chứ ngồi nhìn. Ăn được thì cứ ăn thôi. Đấy là mọi người đó. Ăn bằng hết luôn ông bà. Vâng. Hay, hôm nay là gặp thằng Mô lạ thế đấy, ăn hết cơm nhà mình. Lạ thật là lịch sử. Ở đây đó. Mọi người, ông bà phải nói rằng là rất tuyệt vời. Một cái người rất là xa lạ như mình mà khi tự nhiên đến quay phim thì là ông bà cũng ok luôn, là rất thích lên phim luôn. Đấy mọi người, rất là vô tư luôn mọi người nhá. Đấy, chú mèo này cũng rất là thân mật luôn. Rất tuyệt vời đấy. Thế là không hề chạy mọi người nhá. Rất là thân mật, tình cảm luôn. Đấy, mèo. Đấy, rất tình cảm. Như mình ở đây là mình có được xếp vô hộ nghèo không bà? Như mình trước đây hộ nghèo, nhưng mà bạn ở đây làm thế nào mà là ai đảng viên thì ra nghèo hết và thế, nhưng mà chứ nhà nó có đúng đâu. Dạ. Thế là thu nhập bình quân của ông bà bây giờ là mình phải đi bán các lá lốt, các cái rau. Vâng, thế. Dạ. Mình đi bộ đội về, nhưng mình có cái lương hưu gì không? Không. Không. Không được cái quyền lợi gì. Tôi thì thương binh, nhưng mà dạ, được rất nhẹ, được có 21% gãy cái tay này. Dạ, đây gãy tay đúng không? Ừ. Mà trong này này, ôi trời. Này là do súng đạn lia. Súng đạn nó bắn từ bên này nó xuyên, nó gãy cả hai xương. Mình không được một cái gì hết. Cũng được ít đúng không? Được ít, để được. Sau mình thôi giờ thôi đúng không? Thì là bây giờ là còn bà cũng không có lương gì về hưu đúng không? Không. Thì là ông bà phải tự đi thì hái lá lốt. Hái lá lốt là ăn thôi. Cái vườn ăn. Còn con cái cũng thành lập gia đình nhưng mà đi xa hết rồi. Vâng, đúng không? Còn hai ông bà ở nhà. Đây. Đấy, nói chung là cuộc sống cũng vất vả đúng không? Vâng. Nhưng mà vất vả hay không thì cái điều đó không quan trọng. Mà thấy ông bà là vào đây là được trên 80 tuổi đầu mà vui, vẻ, khỏe mạnh. Đấy, cười, xả láng, sướng. mọi người nhìn xem đây. Không biết là đang làm cái món gì để chiêu đãi một cái khách đến từ Hàn Quốc. À quên. Đây, món này là món gì đó bà nhà? Cá. Cá đúng không? Cá sông kho này, cá sông này. Wow, tuyệt vời luôn. Cá sông ninh để cho nó khỏi trương. Khá là tuyệt vời. Rất là ngon luôn. Ông bà tuy là nghèo khổ nhưng mà ông bà sống rất là tình cảm. Đấy mọi người, thì sao đây, chúng ta đến đến vùng miền ở miền đặc biệt là ông bà đây. Mọi người nếu mà có dịp mà đến huyện Quan Hóa qua bản Mốc thì chúng ta qua ghé thăm nhà ông bà. Đây ông bà, tôi có quên tên, để tên ông bà nó nhón ông Hà Văn Nhón. Đấy, vào đây tâm sự cùng với ông bà. Ông bà sống rất là tình cảm và tuyệt vời mọi người. Đấy, bây giờ mình đang chuẩn bị mình ăn trực nhà ông bà bữa mọi người nhá. Đó, rất là ngon luôn mọi người. Ngày ông bà sẽ tươi luôn. Con nhỏ. Wow mọi người ơi. Trời ơi mọi người này, hôm nay đúng là thực sự là rất là may mắn cho mình. Nhưng mà mình thấy có hai giỗ cơm thôi. Mình gọi là hai giỗ cơm chứ được nhiều mọi người. Đấy. Thì bây giờ là mình định tính là mình sẽ bà cho ăn khỏe lắm, cho ăn hán đi. Để cho ông bà cứ thôi nhìn. Đấy, rất là ngon luôn mọi người nha. Thực ra là cũng đi về cái hướng đường kia là cũng cái anh nó cũng mời ăn cơm rồi, cũng làm một bát. Cũng ngon, rất là ngon. Nên hôm nay xong mà đến nhà nào cũng mời ăn cơm. Rất là ngon luôn nha mọi người nha. Để ông đang sơ chế nốt một món, đó là món canh. Canh mướp. Canh mướp khá là tuyệt vời luôn. Đây, mình cho các bạn đói lắm rồi mọi người nhá. Nói là ăn cơm thôi nhưng mà đói lắm, thì cái bữa cơm nhà bà ngon lắm mọi người, chỉ muốn ăn thôi. Ăn ra hết luôn mọi người nhá. Đấy mọi người, rất là hồi hộp mọi người này. Đây có rất là nhiều món ăn này. Ô, nhưng mà có hai cái cơm này thì giờ cho ăn bằng cách nào đây? Ăn bằng cách nào cứ thao. Cứ thao à? Cứ đúng đâu là ông bà mỗi người một không. Dạ. Ăn canh nướng nha.
ăn cá nướng nữa. Ôi trời, hôm nay lắm muốn thế. Ở đây bà mọi người có rất là nhiều các cái đồ ăn ở đây. Đấy. À, món canh mọi người nha. Canh khá là ngon luôn. Tuyệt vời này. Nước mắm này. Đó là ông đang rót nước mắm này. Cháu đang bận quay phim một chút. Là đây, nước mắm này có hột tiêu mọi người nha. Wow, chưa ăn nhưng mà nghe cái mùi vị ông bà nấu thì rất là thơm ngon luôn đó mọi người. Ui, phê luôn. Quên cho thật chi rồi nha kẻ. Canh cột lên nha. Cái gì đó bác? Cái rau mùi tàu. À, rau mùi tàu không? Đều vào mướp này. Nhưng mà khi vào thấy ông bà tầm tuổi này, ông bà rất là trẻ trung. Rất thanh niên luôn. Đấy, rất là chất luôn nha. Đấy. Ông hai ông bà sống một mình ở bên cạnh rìa một cái con sông. Mà muốn mua lũ thế này là nước sông lên to là nó sẽ ngập lên trên. To nó ngập vào cái suối này. Vâng. Có cái suối ở đây. Phân chảy đi đúng không? Vâng. Còn cái sông thì không đến đâu nhưng mà nó ngập vào theo cái suối gì. Dạ. Sông nó cũng ngoài kia. À, nhìn ngon nhá. Các bạn nó còn chờ bà một chút nữa cơ. Hôm nay đúng là cháu là vị khách đặc biệt đấy. Thật chứ. Ao khổng à. Uống rượu không? Thôi cháu à thì uống một tí cũng được cho nó tình cảm. Đây ông đang đi kiếm một ít mồi để châm tiểu mọi người. Khá là tuyệt vời luôn. Ủa rượu này rượu gì không? Rượu ngâm táo đỏ. À táo đỏ à? Cái này là từ vùng núi mình đúng không? Vâng, từ vùng núi đó. Bình thường cái táo này có ăn được không hay là mình chỉ ngâm rượu thôi? Ngâm rượu thôi. Dạ. Ăn thì cũng ăn được nhưng mà nó chát chát. Chát chát. Ồ, ngon. Đây, bà đang chuẩn bị những cái món nhậu cho hai ông cháu này. Đấy, còn món gì nữa đây? Này, thuốc, thuốc sâm. À, ôi dồi. Trời ơi, mọi người ơi này. Tuyệt vời không? Đây là rượu quý ngàn năm của ông bà đây. Khá là tuyệt vời luôn. Đấy mọi người, nói rằng là cái người ở vùng miền núi họ rất là thương người mọi người, đặc biệt là ông bà nhá, rất tình cảm, sống rất tình cảm. Mặc dù cuộc sống gia đình ông bà rất là nghèo nhưng mà ông bà trong sống rất tình cảm đấy, tiếp khách rất tuyệt vời luôn. Dạ đây đây rượu. Dạ đấy cho ông rót hộ cháu. Đây mọi người. Cháu là tên gì nhỉ? Cháu tên là Quân. Quân. Tẹo nói cháu nhái số điện thoại có gì thì bà cứ liên hệ với cháu nhá. Số điện thoại cháu sẽ cho bọn ông bà biết luôn nhá. Không lại bảo là bạn ấy đi không biết là ở đâu đấy. Vâng. Là cháu đăng cái thước phim này lên trên mạng xã hội. Đấy, chứ nếu ông bà mà có mạng á là ông bà sẽ xem được cái thước phim của ông bà. Thế thì cháu sẽ viết cái tên cái kênh YouTube. Đấy thì ông bà nếu ông bà có điều kiện ông bà có thể vào xem. Đấy. Ôi mọi người cá. Cá này là cá gì bà nhỉ? Cá mương. Cá mương. Wow. Cá nướng mọi người nhỉ? Cá nướng sông Mã đấy. Wow, quá tuyệt vời luôn. Mèo này ăn khỏi đến đây.
Mèo 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 mèo. Mèo. Quý lắm. Chú ông bà là chú nhá, rất là quý khách này. Rất thân thiện mọi người nhá. Động vật cũng quý khách luôn nhá. Dưới biết thân thiện và tình cảm này rất là dạt dào và tuyệt vời mọi người. Ôi mọi người nhìn thấy không? Ngon lắm mọi người ơi. Tuyệt vời luôn. À, mọi người nha, bây giờ là mình phải ăn trực nhà ông bà này. Rất là ngon ông bà, chip tim đãi khách một khách già lạ mình rất là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời mọi người nha. Thôi mình mời tất cả các bạn thưởng thức ăn cơm cùng với ông bà và mình nhá. Đấy, đây thầy cháu mời ông bà này, chúc ông bà sức khỏe này. Dạ, dạ vâng, cháu mời bà. Dạ, cháu đi 50 nhá. Dạ, đi một chút cho nó tỉnh táo một chút. Thôi, rượu cũng được đấy. Uống này khỏe đấy. Vâng, cháu mời ông bà ăn cơm. Mời đi, ăn đi. Dạ. Thích nào ăn đi đấy. Dạ, dạ. Đây là cái măng. Dạ, vâng. Măng rừng. Dạ, không bà. Dạ, thì cháu mời bà nhé. Ông bà ăn thì tự gắp nhé. Ăn đi. Dạ, ăn đi. Dạ. Cháu mời ông bà. Vì mặn. Mặn. Luôn. Ăn cơm tuyệt vời mọi người. Mặn vì là không bỏ cái cá này cũng mặn lắm. Dạ. Mặn mới đâu vừa thôi. Ngon lắm. Tuyệt. Bà cũng được rượu không? À. Uống tốt. Trên đây là uống. À uống được đúng không? Trên đây ai cũng. Đây là ai cũng uống hết. Dạ. Có cái người thì uống nhiều, người thì uống không thôi. Có người uống đến điên. Dạ. Uống đến nhiều luôn. Uống là phê là mít trời đất. Đâu là nhà cá đúng không? Dạ. Ăn đi. Bà, ông bà ăn cơm, cơm cá cơm dạ, cái ăn thịt cháu nào, ăn cơm luôn nha. Dạ. Cá nước đây. Dạ vâng. Mà ấy nhưng mà nó hơi có xương đó. Dạ vâng. Xương cho ăn là hết. Xương còn nhìn ngon nha. À cái này là mình có cái que thọc bên trong đúng không? Thọc bên trong khỏi nó gãy. Dạ. Để thấy có ngon mà. Mà cái nhìn cho thấy món nào cũng ngon nha. À. Vâng, 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 để cho xin. Đó mọi người, ông bà ăn đi. Ăn. Cơm rất là ngon luôn. Cứ tự nhiên nha. Vâng, vâng. Cái mùi vị nó rất là khô nhá. Khô nó khô. Thơm cơm. Mình thấy cái hộp cơm nếp này nó rất là dài mà ông này. Cơm nương. Cơm nương. Cơm nương. À. Họ cho ra mà ông bà có làm được đâu. À. Mà đây không có đất nữa. Dạ. Chỉ có ở trong làng giá họ cho. Cái cá nướng có cái vị này. Nhưng mà cái này mình phải chấm mắm. Dạ, cái này mình phơi khô đúng không? Không, cũng là nướng mà. À, thấy ông bà đấy, đưa bà gắp cái là nướng xong là đem lên đó. Các bếp rồi nướng xong rồi lên đó. Đem lên để gắp bếp luôn. Chả miếng nước mắm này. Lần nào là nướng lại. Ngon mọi người nhá. Rất tuyệt vời luôn. Ngon, giòn. Ngon, ngon quá. Cảm ơn ông nè. Là... mình mới vừa ăn no bụng rồi, căng bụng lắm rồi mọi người nhá. Đấy, thì hai ông cháu thì được uống nước này. Còn bà thì là ra đi rửa bát và mình tranh rửa bát nhưng bà không cho rửa mọi người. Bà mình là khách, hôm nay là khách mình đến từ nước ngoài. Ê, rất là VIP luôn. Đấy, ông bà chiêu đãi những món ăn rất là truyền thống, món ăn rất là dân dã mà ấm đượm tình người mọi người, thật là tuyệt vời. Qua đây thì trước tiên là mình cũng xin là cảm ơn cái tình cảm của ông bà dành cho mình, một vị khách qua đường rất là tuyệt vời. Thì mọi người qua đây thì Quân cũng chia sẻ cái video và cái thước phim của những người có cuộc sống hoàn cảnh khó khăn. Cái lúc mà ăn cơm á,
thì Quân cũng ngồi tâm sự cùng với ông bà. Thực sự là ông bà cũng có một cái cuộc sống khá là ái uâm, sinh được mấy người con, nhưng mà rất không may đấy, thì may mắn vẫn còn một người con nào còn sống. Đây là ông bà bây giờ của Quân cũng đi làm ăn xa rồi, cũng rất là nghèo, cũng đi làm thuê làm mướn ấy, cũng không đủ để nuôi ăn gia đình ấy. Còn ông bà phải tự lập thân để khá những cái lá rau lốt, lá lốt để bán thì kiếm ăn qua ngày, và đánh được con cá con mắm ở dưới suối đấy mọi người. Đấy, đặc biệt thì mọi người biết là cái vùng ở đây rất là nghèo luôn, và cái đoạn đường mà nếu mà gần đây là mới có một cái cây cầu bắc qua đây, bắc qua một cái vùng bán này, thì người dân ở đây mới có thể gọi là mới đi lại được một chút ấy. Nếu thường thường mà nó không có cái cây cầu này á, thì người dân đây cứ mỗi lần nước lũ lên á là coi như cô lập hoàn toàn. Đấy, rất là vất vả và khó khăn, nhưng mà khó như vậy thôi, nhưng mà dân đây rất là tình cảm mọi người nhé. Đấy, tuyệt vời lắm mọi người. Đấy, nhưng mọi người có dịp phải đến đây chơi và tìm hiểu về bản sắc dân tộc ở nơi đây. Một lần nữa xin được cảm ơn tới tất cả các bạn, các khán giả đã theo dõi video của Quân. Xin cảm ơn các bạn đã xem phim của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.